hôm nay lời mà tôi và các quý vị cùng dò xem là mana dấu kín và danh mới với chủ đề này chúng ta hãy cùng tìm kiếm xem các nội dung về mana dấu kín này trong kinh thánh đấng rít tái lâm là đấng cứu chúa đến thế gian này để cứu rỗi thời đại cuối cùng này là thực thể của mana ngài phải là đức chúa trời xuất hiện trên thế gian này trong khi mang theo lẽ thật giao ước mới lễ vượt qua chúng ta hãy có thời gian xác minh chứng cớ của kinh thánh trong sự dạy dỗ của hôm nay lần trước đức chúa trời mẹ giới thiệu các sinh viên chúng ta gặp tổng thống và tiếp đón phu nhân peru ở hội thánh ngay cả vua của thế gian cũng đang đến gần vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nghe nói rằng mỗi khi gặp họ, các thanh niên của Chúa như giọt sương rạng đông, đều như nhau, một mực rao truyền nhiều sự sáng của lẽ thật về Đức Chúa Trời mẹ Jerusalem. Thế mà, một tin tức nữa được gửi đến rằng sinh viên Ayuba chúng ta nhận giải thưởng trong cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh mà Liên Hiệp Quốc tổ chức. Các sinh viên chúng ta siêng năng làm chứng Đức Chúa Trời, học tập cũng chăm chỉ và siêng năng làm mọi việc mà không lười biếng. Khi thấy họ nỗ lực làm nên nhiều việc tốt đẹp, cả về mặt lễ thật lẫn về mặt xã hội thì tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Khi thấy các nơi ở Hàn Quốc và khắp thế giới bày tỏ nhiều vinh hiển của cha mẹ thì chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng chúng ta không thể tránh khỏi lời tiên tri kinh thánh, chẳng phải vậy sao? Xem Thi Thiên chương 110 thì đã được phát rằng sẽ đến ngày các thanh niên của Chúa như giọt sương rạng đông sẽ hiến thân với tấm lòng vui mừng vì tin lành cuối cùng của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng bây giờ là thời kỳ thế ấy. Giữa nhiều lời tiên tri ấy, hôm nay chúng ta hãy một lần chú ý đến lời tiên tri về mana dấu kín và danh mới vào thời đại này ngày nay. Vì sao đấng cứu Chúa đến thế gian này là đấng anh sang hồng? Và vì sao chúng ta phải cầu nguyện nhân danh đấng anh sang hồng? Và phải gắng sức rao truyền tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, lẽ thật của giáo ước mới. Mà đấng anh sang hồng làm chứng và cho biết. Chúng ta hãy cùng học tập và dò xem về mọi vấn đề này. Nhiều người thỉnh thoảng nói về hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta rằng tại sao hội thánh của Đức Chúa Trời tin vào người? Đức Chúa Giêsu đến vào 2.000 năm trước đã là người. Kinh Thánh làm chứng rõ ràng rằng Đức Chúa Giêsu Christ là người. Cha Ngài là Joseph và Ngài là Đức Chúa Trời xuất hiện trên đất này với tư cách là con trẻ qua thân thể của Mary. Tuy nhiên, vào thời đại ấy, người ta không nhìn biết Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng giống như thế này. Cho dù Kinh Thánh tiên tri rằng Đấng Christ sẽ đến thế gian này lần thứ hai, nhưng nhiều người không hiểu rõ lời tiên tri ấy. Trong sinh hoạt của Đức Chúa Giêsu xu 2000 năm trước, thì Đức Chúa Trời cho thấy một phần hình ảnh vốn có của Ngài đến thế gian này với tư cách là mana dấu kín và cũng có sự dạy dỗ rằng hãy nhìn biết ta khi ta mang theo những lẽ thật thế này nhưng vì nhiều người ngày nay không biết về kinh thánh nên thật đáng tiếc là họ không đón nhận được riêng là đấng messi đã đến cho dù trong tình huống thế ấy thì lời tiên tri sẽ ra sao bây giờ tiếp tục đang được ứng nghiệm cho dù thế gian biết hay không biết Không liên quan với sự ấy Đức Chúa Trời đang ứng nghiệm Những việc mang Ngài tiên tri Và đang ở trong quá trình Chạy đến giai đoạn hoàn thành Chúng ta hãy cùng xem lời Trong tin lành văn chương 5 mươi 39 Các người dò xem kinh thánh Vì tưởng bởi đó được Sự sống đời đời Đã được phán như vậy Đức Chúa Giêsu Christ đến vào 2.000 năm trước đã đánh thức cho biết rằng hãy siêng năng dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Chẳng phải vậy sao? Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Đã được phán như vậy. Hết thảy mọi ghi dép về đấng Messi sẽ đến đều được chứa đựng trong kinh thánh. Nên chúng ta phải gặp gỡ, phát hiện và tìm kiếm Đức Chúa Trời chúng ta thông qua Kinh Thánh. Đã được phán rằng, hãy dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Nên chúng ta cần thiết chú ý sâu sắc một lần rằng, Kinh Thánh cho chúng ta biết phương pháp nhận sự sống đời đời thông qua cách nào. Nếu biết cách nhận sự sống đời đời này, thì chúng ta tự khắc gặp được Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống đời đời. Bởi nguyên lý này, Đức Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta lời trong tin lành văn chương 5 câu 39 chẳng phải phải 6 chúng ta hãy chuyển sang tin lành văn chương 6 chúng ta hãy xem lời trong tin lành văn chương 6 câu 29 Đức Chúa Giêsu đáp rằng các người tin đấng mà Đức chúa Trời đã sai đến ấy đó là gì ấy đó là công việc ngài ngài đã ban lời phán như thế Chúng ta muốn biết đến ban sự sống đời đời và cách nhận sự sống đời đời. Chắc là những người dân Israel 2000 năm trước cũng có tấm lòng giống như chúng ta. Họ rất tò mò về phương pháp và muốn biết đấng mà Đức Chúa Trời sai đến lại và phải làm như thế nào để gặp gỡ đấng ấy. Cho nên trong khi họ hỏi Đức Chúa Giêsu nhiều điều thì lời đáp mà Đức Chúa Giêsu ban cho là các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã xảy đến. Ấy đó là công việc này. Hãy xem câu 30. Chúng bạn nói rằng, thế thì Thầy làm phép lạ là gì để cho chúng tôi thấy và tin? Khi Đức Chúa Giêsu phán rằng, Ngài là đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, thì người ta hỏi rằng, làm sao chúng tôi có thể biết được rằng Ngài là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến? Chúng tôi tin sự thật rằng, Ngài là đấng của Chúa thông qua cái gì? Họ cứ hỏi lại điều này, đúng không? Chúng bạn nói rằng, thế thì thầy làm phép lạ gì? Để cho chúng tôi thấy và tin. Thầy làm công việc gì? Chúng ta hãy xem câu 31. Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng. Theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Giờ, những người dân ấy nói rằng, vậy thì ít nhất là ngài phải cho thấy kỳ tích như ban mana xuống từ trên trời, chẳng phải vậy sao? Ngài có thể ban mana xuống từ trên trời ngay bây giờ được không? Chúng ta hãy xem câu 32. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, môi xe chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống, đã được phán như vậy. Thế thì cái gọi là mana tại đây là gì? Chúng ta hãy dò xem một lần rằng mana là gì. Và quay lại, chúng ta hãy xem xuất Egypto ký chương 16. Chúng ta hãy xem lời trong xuất Egypto ký chương 16 câu 1. Nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi xứ Egypto, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách môi và Aaron tại nơi đồng vắng. Nói cùng hai người rằng Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết Về tay Đức Giê-hô-va tại xứ egypto Khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hề Vì hai người dẫn dắt chúng tôi Vào nơi đồng vắng này để bị chết đói Đức Giê-hô-va Bèn phán cùng mô xe rằng Này, ta sẽ từ trên trời cao Làm mưa bánh xuống cho các người Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy. Đặng ta thử dân, coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Israel rằng, Chiều nay, các ngươi sẽ nhận biết rằng, ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ ai và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Trong sinh hoạt đồng vắng 40 năm của những người dân Israel, một tháng sau khi họ ra khỏi Cập, thì lương thực mà họ mang theo đã hết rồi. Thế nhưng vẫn chưa đặt chân tới Sư Cana. Chẳng phải hết thảy chúng ta bị chết vì đói tại đồng vắng này chăng? Vì thế, xảy ra tình huống mà mọi người hết sức lo lắng. Và một số người, thậm chí phàn nàn những người lãnh đạo, tức là Môi-se và Aaron. Cho nên, Đức Chúa Trời đã ban xuống lương thực từ trên trời. Tên của lương thực ấy chính là Mana. Mana chính là lương thực mà người dân Israel đã ăn trong vòng 40 năm, đúng không? Chúng ta hãy xem suốt Ai Cập ký chương 16 câu 31. Nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó giống như hột ngọt, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong đã được phán như vậy. Lương thực thể này rơi xuống hàng ngày. Nhưng vào thứ sáu thì lương thực ấy rơi xuống gấp hai lần. Ấy là vì ngày sa là ngày nghỉ ngơi nên cho dù ra ngoài đồng vắng thì mana cũng không được ban xuống. Cho nên trong vòng 40 năm, mana được ban xuống gấp hai lần so với hôm khác. Với ý nghĩa rằng thứ sáu thì hãy chuẩn bị trước lương thực sẽ ăn vào ngày Sabat. đã có lịch sử của Israel thế này. nhắc đến lịch sử này, những người Judah hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, làm sao chúng tôi tin được rằng ngài đã xuống từ trên trời? Tức là đấng mà Đức Chúa Trời sẽ đến. Vậy thì Ngài có năng lực ban mana xuống từ trên trời không? Khi họ hỏi Đức Chúa Giêsu thế này, thì Đức Chúa Giêsu xu ban cho lời đáp về câu hỏi ấy. Chúng ta hãy xem tin lành văn chương 6 câu 49. Tổ phụ các người đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Cuối cùng, Đức Chúa Trời ban cho mana với tư cách là lương thực phần xác chỉ làm cho khỏi đói phần xác thịt Nên họ cũng đã chết Đây là bánh từ trời xuống Hầu cho ai ăn chẳng hề chết Đã được phán như vậy Xem tại đây thì đã được phán rằng Bánh từ trên trời xuống Ai ăn thì chẳng hề chết Bánh này là bánh có ý nghĩa gì? Là bánh ban sự sống đời đời Chẳng phải vậy sao? Lương thực mà tổ phụ các người đã ăn Đúng là bánh từ trên trời xuống nhưng giàu đang rồi Thì hết thảy tổ phụ ấy Chẳng phải cũng đã chết hay sao Tuy nhiên Đây là bánh từ trời xuống Thầu cho ai ăn thì tuyệt đối không chết Tức là sẽ sống đời đời Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ thế này Chúng ta hãy chuyển sang câu 51 Ta là bánh từ trên trời xuống Ngài đã phán là gì? Ta chính là thực thể của mana từ trên trời xuống nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng đã được phán như vậy đây là bánh không thể so sánh được bằng mana mà tổ phụ các người đang mana ấy là một hình bóng ta chính là thực thể của mana ấy là bánh sự sống mà đến trái đất này từ trên trời nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng và bánh mà ta sẽ bàn cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta đã được phán như vậy và chúng ta hãy xem lời trong câu 53. Đức Chúa Giêsu xu bàn phán cùng họ rằng, Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết ngài, thì chẳng có gì trong các ngươi vậy. Thì chẳng có sự sống đã được phán như vậy. Xem tiếp lời trong câu 54 thì đã được phán rằng, Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được cái gì vậy? Được sự sống đời đời Khi ăn ta là mana từ trên trời xuống thì mới được sự sống đời đời Ngài dạy dỗ như thế này Chúng ta hãy xem câu 55 Vì thịt ta thật là đồ ăn Huyết ta thật là đồ uống Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta Thì ở trong ta và ta ở trong người Như cha là đấng hàng sống Đã sai ta đến Và ta sống bởi cha Cũng một thể ấy Người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy Đây là bánh từ trên trời xuống Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các người đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ được như thế nào? Sẽ sống đời đời. đã được phán như vậy. Vậy thì Ngài có thể ban mana cho chúng tôi như mana rơi xuống từ trên trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp lời ngay rằng: Ta chính là thật thể của mana ấy. Dù tổ phụ các người đã ăn mana ấy, nhưng chẳng phải hết thảy đều bị diệt vong trên đồng vắng chăng? Tuy nhiên, ai ăn ta thì sẽ không chết và sống đời đời mãi mãi sẽ được sự sống đời đời. Như thế này. Ngài cho mọi người dân biết và nhận thức rằng Ngài là thật thể của Mana. Vào đương thời ấy, những người hỏi Đức Chúa Giêsu, xu dầu đã nghe lời đáp của Đức Chúa Giêsu nhưng đã làm như thế nào? Họ đã không tin. Tiếp theo, Chúng ta hãy đi tìm về vấn đề ấy. Trong tính lành văn chương 6, câu 41. Chúng ta hãy xem câu 41. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Juda làm bầm về Ngài. Mà rằng, ấy chẳng phải là giê -xu, con của Joseph mà chúng ta đều biết cha mẹ người trắng. Vậy thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống, đã được phán như vậy. Lấy những nội dung này, Họ không hiểu sự dạy dỗ vĩ đại của Đức Chúa Giêsu và lấy những điều thuộc về phần xác thịt. Họ không chấp nhận lẽ thật chân chính mà Đức Chúa Giêsu làm chứng. Chúng ta hãy xem tiếp câu 52. Bởi đó, các người Juda cãi lẽ với nhau mà rằng lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đã được phán như vậy. Dù trong mơ, họ cũng không hề biết rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đặt và cho chứa đựng ý nghĩa của thịt và huyết của đấng Christ vào trong bánh và rượu nho lễ vượt qua. Vì chỉ nghĩ đơn giản như thế rằng Ngài sẽ xé thịt phần xác thịt mà đưa cho, đổ máu phần xác thịt mà cho uống, nên họ đã không thể theo sau công cuộc cứu rỗi mà Đức Chúa Giêsu làm hoàn thành. Cho nên họ đặt ra tiền đề rằng Đức Chúa Giêsu không phải là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến thời gian này. Và chỉ mãi miết phản đối Ngài Vì thế nên Những người có tinh thần thế ấy Kết cục sẽ ra sao Họ đều rời khỏi Ngài Chúng ta hãy xem tin lành văn chương 6 câu 66 Từ lúc ấy Có nhiều món đồ Ngài trở lui Không đi với Ngài nữa Đã được phản như vậy Thấy công việc khiến cho 5.000 người ăn Bởi năm cái bánh mạch nha và hai con cá và vẫn còn thu về đầy 12 cái rổ. Thì nhiều người Judah định lập Đức Chúa Giêsu làm vua. Tại vì nếu lập Ngài làm vua thì cho dù họ không vất vả và không làm việc suốt đời chỉ cần Ngài cầu nguyện thì hàng ngày đầy dẫy lương thực một cách phong phú. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu biết lòng họ và không làm các dấu lạ như thế này nữa. Vì Ngài phán rằng, ta là bánh từ trên trời xuống. Nên họ thôi việc đi theo Đức Chúa Giêsu Bởi nghĩ rằng, giờ không kỳ vọng được gì nữa. Cho nên xem câu 66 thì được phán rằng, từ lúc ấy, có nhiều món đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Các ngươi cũng từ bỏ ta và đi đường của các ngươi chăng? Nghĩa là lời nói này của ta xui cho các ngươi vấp phạm sao? Simon Führer thưa rằng, Lại Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn là đấng đến từ trên trời, không sai. Führer làm chứng về tín ngưỡng thế này, phải không? Người ta trở lui hết thảy. Nhưng phi rơ cùng các môn đồ thì ở lại. Và cuối cùng hiểu biết đầy đủ về ý chính của lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng ai ăn thịt của con người và uống huyết của Ngài thì được sự sống đời đời. Ta là bánh sự sống từ trên trời xuống là thực thể của Mana. Ngài đã nhóm duy chỉ những người hiểu như thế và có sự nhận thức thể ấy. Rồi giữ lễ trọng thể nào? Thông qua lễ trọng thể được gọi là lễ vượt qua. Ngài làm cho xác minh sự thật rằng đâu là thịt của Đấng Christ và đâu là huyết của Đấng Christ. Tại buổi lễ tiệc thánh lễ vượt qua, chúng ta hãy xem cảnh xác minh ấy trong tin lành Matthew chương 26. Chúng ta hãy xem tin lành Matthew chương 26 câu 17. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành đến nhà một người kia mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm ý như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua đã được phán như vậy. Trong lễ vượt qua thì Đức Chúa Giêsu đánh thức cho nhận biết rằng đâu là phương pháp ăn mana phần linh hồn, đúng không? Chúng ta hãy xem câu 26 khi lương ăn đức chúa giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng hãy lấy ăn đi nay là gì vậy này là thân thể ta đã được phán như vậy ta là bánh từ trên trời xuống ngài phán như vậy và bẻ bánh của lễ vượt qua rồi ban cho các môn đồ giáo huấn và sự dạy dỗ thế này chúng ta hãy xem câu 27 ngài lại lấy chén tạ ơn rồi tạ ơn chén có chứa đựng rượu nho lễ vượt qua đưa cho môn đồ mà rằng hết thảy hãy uống đi vì này là huyết ta huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội đã được phản như vậy cuối cùng các sứ đồ nhận biết và thấu hiểu ý muốn chí thánh của đức chúa giêsu nên có thể dự phần vào vinh quang của nghi thức chí thánh của lễ vượt qua vào thời đại này ngày nay cũng giống như vậy chúng ta có thể thấy được rằng Lý do Ngài đến thế gian này vào thời Sơ Lâm Cũng là để tìm và cứu những kẻ bị mất Và lý do Ngài Tái Lâm đến thế gian này Cũng là để cứu rỗi các con cái bị lạc mất Thế thì công việc và lịch sử Lúc Đấng Rít đến thế gian này vào thời Sơ Lâm Chẳng khác nào lịch sử của thời Tái Lâm Bằng cách bẻ bánh và ban cho rượu nho chí thánh của lễ vừa qua Đức Chúa Trời đã hứa trong sách Tinh Lành Văn rằng Sẽ ban cái gì? cho các con cái tham gia lễ vượt quá. Ai ăn thịt và uống huyết tà thì được cái gì vậy? Ngài đã phán rằng sẽ được sự sống đời đời nơi ngày sầu rốt. Ta sẽ khiến người đó sống lại. Thế thì, nghi thức của lẽ thật khiến cho sống lại mà Ngài đã lập ra lúc sơ lâm phải được tái diễn y hệt vào lúc cuối cùng. Cách khiến cho sống lúc sơ lâm và cách khiến cho sống lúc tái lâm có khác không? Giống hệt nhau kể cả lúc sơ lâm, kể cả lúc tái lâm, phải có nghi thức chí thánh của lễ vượt qua. Thì con đường vinh quang của sự sống đời đời mới được mở ra và ân huệ của sự tha tội mới được ban cho các tội nhân trên trời không thể tránh khỏi sự chết. Chẳng phải vậy sao? Tuy nhiên, như các quý vị cũng biết rõ, về mọi nghi thức này, cuối cùng, do công đồng tôn giáo Nice vào năm 325, lễ vượt qua bị biến mất trở thành lẽ thật không tồn tại trên thế gian này nữa. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã hứa bán sự sống đời đời thông qua lễ vượt qua. Mà lễ vượt qua này lại bị xóa bỏ thì có được không? Phải được phục hồi. Vậy thì ai sẽ đến và phục hồi mọi công việc ấy? Khôi phục và tìm lại mana dấu kín. Nội dung ấy là lời tiên tri hết sức quý báu vào thời đại này. Chúng ta hãy xem lời trong Hebrew chương 9 câu 27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài đã được phán như vậy đã được phán rằng Ngài xuất hiện lần nữa để dẫn dắt loài người vào sự cứu rỗi trọn vẹn. Ngài đã hứa rằng sẽ ban sự sống đời đời thông qua lễ vượt qua nhưng lễ vượt qua đã bị tiêu mất nên Ngài phải làm như thế nào? Ngài phải đến lần nữa và tìm lại chẳng phải vậy sao? Trong thời gian lâu dài lễ thật của sự sống được gọi là lễ vượt qua này tức là nghi thức có thể ăn uống và tiếp nhận thánh thể của Đức Chúa Giêsu Christ đã bị tiêu mất. Nên sự mặc thị của sứ đồ dân biểu hiện rằng đây là mana đường dấu kín. Mana đã bị biến mất trong những ngày tháng lâu dài, đã bị giấu kín. Đã được định rằng ai đó sẽ đến lần nữa và ban cho chúng ta điều này. Khi công việc ấy được xảy ra, thì công cuộc của sự cứu rỗi được hoàn thành. Mà thời kỳ ấy được biểu hiện rằng Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi. Chúng ta hãy xem lời trong Khải Huyền chương 2 câu 17. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kín đã được phán như vậy. Có nghĩa rằng, ai sẽ ban mana dấu kín cho chúng ta vậy? Thánh Linh phán rằng, kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho mana đường dầu kín Và Ngài sẽ ban cái gì nữa Và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng Trên đó có viết một tên mới Ngoài kẻ nhận lấy Không ai biết đến Đấng sẽ ban mana dấu kín Và danh mới Cho các con cái Sẽ được cứu rỗi trong Sion Chính là ai vậy Là Đức Chúa Trời đó Ngoài Đức Chúa Trời ra Không một ai có thể đem mana giấu kín Cho nhân sinh nhân loại Chính là mana này Cái gọi là mana Nói một cách dễ hiểu Thì đó là lẽ thật giao ước mới Lễ vượt qua Tại vì mana được ăn trên đồng vắng 3.500 năm trước là hình bóng Và Ngài tự xứng Ngài là thực thể của mana này. Bởi thế đã được phán rằng Hãy làm thế nào vậy Ngài phán rằng hãy ăn ta Người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Nói cách khác, ngài phán rằng hãy ăn Đấng rít là Mana, nghi thức của lễ thật có thể ăn uống Đức Chúa Giêsu Christ là lễ vượt qua giao ước mới, chẳng phải vậy sao? Bởi hội nghị tôn giáo Nicê vào năm 325 sau Công nguyên, Satan đã xóa bỏ lễ vượt qua giao ước mới ấy và hủy ban, hầu cho không còn chỗ để đặt chân trên trái đất này hơn nữa. Đức Chúa Trời sớm tiên tri thông qua Galati chương 1 câu 6 và Daniel chương 7 câu 25 rằng Satan sẽ làm như thế nào những thời kỳ và luật pháp nó sẽ định ý đổi và thay đổi Đức Chúa Trời sớm tiên tri về điều đó rồi Tuy nhiên nếu sự ấy cứ kéo dài lâu ngày thì không ai được cứu rỗi trên thế gian này nên đã được chép rằng Ngài đến thế gian này lần nữa để khôi phục và phục hồi lẽ thật bị khuyết và bị phá hủy. Ngài đến và ban cái gì cho mọi người dân? Ngài cũng ban danh mới và sẽ ban cho cái gì nữa? Đã được phán rằng Ngài sẽ ban mana dậu kín. Ngoài Đức Chúa Trời ra, không ai có thể ban cho chúng ta mana dậu kín là lễ vượt qua mà không được giữ trong suốt 1.600 năm. Ta sẽ ban cho các ngươi danh mới và ta sẽ ban cho các ngươi mana đường dậu kín thế thì ai đã ban cho chúng ta lẽ thật của mana dấu kín này là lẽ thật giao ước mới lễ vượt qua đó chính là đấng anh sang hồng vậy thì đấng anh sang hồng chính là ai mà được tiên tri trong mọi chứng cớ của kinh thánh và các đấng tiên tri là đức chúa trời đó nếu đức chúa trời ấy đã không ban mana dấu kín cho chúng ta thì làm sao chúng ta có thể nhìn biết Đức Chúa Trời được đây? 2.700 năm trước, biết trước thời đại này, ngày nay. Và Esai chương 25 tiên tri sự thật rằng đấng đem mana dấu kín cho chúng ta đấng ấy chính là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta hãy xác minh một lần nữa cả này Chúng ta hãy xem sách Esai chương 25 câu 6. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon. Đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời, đã được phán như vậy. Xem lời tiên tri của đấng tiên tri Esai thì đã được chép rằng khi nào đó, vào ngày nào đó Nếu đến một thời đại nào đó Thì Đức Chúa Trời Sẽ ban một tiệc yến với một viên rượu Để lâu đời rượu Tức là đã không mở ra lâu dài Chẳng phải vậy sao Đã được phán rằng đó là rượu lưu giữ lâu Vì nó bị giấu kiến Trong một nghìn sáu trăm năm Nên đã lưu giữ rất lâu Ngài ban cho một tiệc yến Bởi rượu nho đã được lưu giữ lâu mà đó là một tiệc yến xóa bỏ sự chết. Vậy thì, bữa tiệc xóa bỏ sự chết bởi rượu nho là lễ trọng thể gì? Giữa các lễ trọng thể. Thông qua rượu nho lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu ban cho sự tha tội và ban sự sống đời đời cho loài người. Thông qua lễ thật lễ vượt qua, biểu tượng cho thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu. Đây là những điều mà hết thảy chúng ta đều biết. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúng ta hãy xem tiếp câu 8. Chúa hô và sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân ngài khỏi cả thế gian vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng kìa, ấy là tức là đấng nuốt sự chết đến đời đời bởi bánh của lễ vượt qua và rượu nho của lễ vượt qua lưu giữ lâu là ai? ấy là đức chúa trời chúng ta chúng ta đã mong đợi ngài và ngài sẽ cứu chúng ta ấy là đức Giê-hô-va chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của ngài đã được phán như vậy tại đây đã được chép là Giê-hô-va chứ đâu ghi là đấng anh săn hồng đó là lời nói của người không biết về lẽ thật ba vị thánh nhất thể khi jehovah đức chúa trời đến thế gian này cách đây hai nghìn năm trước thì đã dùng danh nào? Đã sử dụng danh là giê -xu. Và vừa rồi, Ngài phán rằng sẽ ban mana dấu kín và danh nào? Đức Chúa giê -xu là Đức Chúa giê -xu. Nhưng không dùng danh giê -xu. Mà sử dụng danh nào? Đã được phán rằng sẽ sử dụng danh mới. Đức Diêu và giê -xu. Đấng Anh sang hồng đều là mấy đấng vậy? Là một đấng, là chính thể Đức Chúa Trời. Không phải là đấng khác nhau. Không phải là các đấng khác nhau do danh khác. Tôi cũng có vài tên gọi. Tên được gọi lúc nhỏ và cũng có tên được gọi lúc lớn lên một chút. Và cũng có tên được đăng ký chính thức trong hộ khẩu khi trở nên người lớn. Có lẽ những người xưa có vài tên gọi. Có tên riêng được gọi lúc nhỏ. Giống như có các tên thể ấy thế nhưng tôi vẫn là tôi nếu xét nghiệm ADN thì ADN lúc nhỏ lúc được gọi bằng tên ấy giống ADN bây giờ khi trưởng thành và được gọi bằng tên khác cũng thế ADN là giống nhau nếu lấy ADN của người mang tên là Kim Chu Chen này bây giờ mà so sánh thì thấy rằng hết thảy đều là một ADN giống nhau không phải là người khác đâu thế mà nói rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu chứ không phải là Đức Giê-ho-va nếu nói vậy thì có thể thấy rằng người ấy không có kiến giải đúng đắn về Đức Chúa Trời. Bởi thế, tại đây đã được phán thế nào vậy? Ấy là Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Đã được phán như vậy. Ngài ban cho một tiệc yến bằng rượu nho lưu giữ lâu nuốt sự chết hết thảy. Chúng ta phải tiếp nhận ngay thẳng và đón rước ngay thẳng Đức Chúa Trời ấy là đấng sẽ hiện ra lần thứ hai cho kẻ chờ đợi Ngài vì sự cứu rỗi của chúng ta. Hai nghìn năm trước cũng vậy. Đức Chúa Giêsu tự giới thiệu rằng Ngài là mana từ trên trời xuống và vào thời đại ngày nay cũng vậy. Đấng từ trên trời xuống chính là đấng đến thế gian này mang theo lẽ thật của mana. Tôi mong rằng thông qua 66 quyển kinh thánh các quý vị hãy ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng một lần nữa về những đoạn câu đang làm chứng cho chúng ta như thế. Vì thế, Esai chương 25 cũng chép rằng, ấy chính là Đức Chúa Trời chúng ta đấng đến thế gian này để nuốt sự chết bởi rượu nho lưu trữ lâu. Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời chúng ta. Và trong Khải Huyền chương 2 thì được chép rằng, ấy là đấng sẽ ban mana dấu kín cho chúng ta. Bản thân Ngài chính là mana. Kinh Thánh làm thức tỉnh như thế này. Đấng đã xuất hiện tại thế gian này với lời chứng thế này của Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời Đấng Anh Sang Hồng chúng ta. Đấng Anh Sang Hồng đến thế gian này vào năm 1918 và vào năm 1948 là lúc Ngài 30 tuổi. Ngài chịu phép bóp tem giống như Đức Chúa Giêsu Sơ Lâm. Lúc Sơ Lâm Ngài chỉ đi con đường tinh lành 3 năm. Nhưng lúc tái lâm, thì Ngài hoàn thành trọn vẹn cuộc đời 40 năm của David thông qua công cuộc 37 năm và về trời theo lời tiên tri. Cho nên, Ngài chịu phép bóp tem vào năm 1948 và trải qua 37 năm thì là năm 1985, đúng không? Ngài về trời theo lời tiên tri vào năm 1985. Chúng ta hãy ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng mọi lời tiên tri này. Và sự thật chắc chắn rằng điều trong Kinh Thánh không phải là nội dung vô nghĩa. Khi những người Giuda hỏi rằng nếu Ngài thật là đấng từ trên trời xuống thì hãy cho chúng tôi xem chứng cứ. Thì Đức Thân, Đức Chúa Giêsu làm chứng thông qua mana từ trên trời xuống. Thì vào thời đại cuối cùng cũng vậy. Ngài thông qua lễ vượt qua là lễ thật của mana. Ai sẽ mang theo lễ vượt qua Ngoài Đức Chúa Trời ra thì không ai mang theo được. Thông qua sự mặc thị của sứ đồ dân, Ngài dạy dỗ chúng ta và đánh thức rằng Ngài là đấng ban mana dấu kín cho chúng ta. Đừng đánh mất niềm vui và mừng rỡ hầu việc và đi cùng Đức Chúa Trời mẹ trong CEO này mà Đức Chúa Trời cha đấng anh sân hồng dẫn dắt. Mong ngày Bách này trở nên ngày phước lành hơn nữa trong sự ban phước ấy. Mong các quý vị được nhận ơn huệ thông qua lời này hôm nay và tôi xin kết thúc lời. Cảm xin cảm ơn